Từng gây sốc thị trường bất động sản Long An vào năm 2015 với vốn đầu tư cả nghìn tỷ đồng, quy mô hơn 50 hecta. Đến nay, sau 8 năm, dự án Lan San Việt Nam trông ra sao, có đáng sống hay không? Đó là thắc mắc của nhiều khán giả và hội viên của kênh Cà Phê Lan TV quan tâm suốt thời gian qua. Do vậy, hôm nay chúng tôi đã sản xuất một video để giải đáp những thắc mắc trên. Quý vị và các bạn cùng theo dõi đến cuối video để biết những thông tin chi tiết và mới nhất về dự án này nhé. Theo tìm hiểu, dự án khu đô thị văn hóa thương mại du lịch Làng Sen Việt Nam do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Phúc Khang Sen Việt LA làm chủ đầu tư. Đây là công ty thành viên của Phúc Khang Corporation. Dự án Làng Sen Việt Nam nằm trên trục đường Trần Văn Dầu, tỉnh Lộ 10, thuộc xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Cung đường này có lưu lượng xe cộ cực kỳ lớn do nằm gần các khu công nghiệp tại huyện Đức Hòa. Được triển khai từ năm 2015, dự án Làng Sen Việt Nam có tổng diện tích hơn 50 hectare, tổng vốn đầu tư cả nghìn tỷ đồng. Ngay lập tức gây được nhiều sự quan tâm của khách hàng và giới đầu tư bất động sản thời điểm ấy. Chủ đầu tư mong muốn xây dựng Làng Sen sớm trở thành một khu đô thị xanh hướng về thiên nhiên, hội tụ nhiều dấu ấn văn hóa truyền thống của cả ba miền đất nước. Đồng thời, đây cũng sẽ là quê hương thứ hai ngay cạnh Sài Gòn cho những người xa quê. Tuy nhiên, sau 8 năm triển khai, giấc mơ về một cộng đồng sôi động sầm uất ở Làng Sen Việt Nam vẫn chưa thành hiện thực. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video để cùng biết nhé. Vào giữa tháng 11, chúng tôi đã có chuyến khảo sát thực tế đến dự án Làng Sen Việt Nam và chúng tôi chọn ngã tư An Sương thuộc quận 12, thành phố Hồ Chí Minh làm điểm bắt đầu chuyến đi. Nếu di chuyển từ ngã tư An Sương theo quốc lộ 1A rẽ vào đường Trần Văn Dầu đến dự án Làng Sen Việt Nam phải mất gần 1 tiếng đồng hồ cho quãng đường khoảng 24 km. Cung đường này có lưu lượng xe cộ rất lớn và cũng hay ùn tắc vào giờ cao điểm. Đường Trần Văn Dầu, đoạn chạy qua dự án Làng Sen Việt Nam đã được đầu tư suốt nhiều năm nhưng đến nay vẫn dang dở. Khu vực này có nhiều xe container, xe tải chạy qua nên bụi tung mịt mù. Với hệ thống đường xá như hiện nay, Làng Sen Việt Nam vẫn khó để là quê hương thứ hai ngay cạnh Sài Gòn cho những người xa quê chọn làm nơi an cư. Điều này được thể hiện khá rõ khi đi sâu vào bên trong dự án Làng Sen Việt Nam. Theo ghi nhận của chúng tôi thì cổng chào dẫn vào dự án có họa tiết trống đồng trông rất ấn tượng. Bên trong dự án thì mạng lưới đường giao thông nội bộ cùng hệ thống cảnh quan cây xanh được chủ đầu tư rất bài bản. Thưa quý vị, theo ghi nhận của chúng tôi thì hiện cơ sở hạ tầng bên trong dự án này được đầu tư khá là chỉnh chu. Thế nhưng, hiện cư dân chuyển về đây sinh sống khá là thưa thớt. Hiện thì chỉ có một vài căn nhà là có cư dân ở. Có một số căn thì đang trong quá trình xây dựng dang dở. Còn một số căn khác thì đang trong quá trình xây dựng. Theo đó, số lượng cư dân dọn về sinh sống tại Làng Sen Việt Nam hiện nay rất ít. Có nhiều căn nhà đã được xây dựng nhưng chỉ một ít là có người ở. Phần lớn còn lại là cửa đóng then cài hoặc xây dựng dở dang rồi bỏ hoang nhiều năm, có biểu hiện xuống cấp. Xung quanh có một tùm. Có một vài căn thì đang trong quá trình thi công phần thô, phải mất thêm một khoảng thời gian nữa mới hoàn thành. Nằm giữa khu hồ rộng lớn gần 1 hecta, trung tâm hội nghị tre Việt, công trình từng xác lập kỷ lục nhà tre lớn nhất Việt Nam, nay cũng hiu quạnh. Nhiều hạng mục của công trình vốn là điểm nhấn chính khi nhắc đến Làng Sen Việt Nam, nay cũng rệu rã xuống cấp. Nhìn chung, với việc vắng hơi người đã biến khu đất rộng lớn này trở thành một dự án buồn. Ghi nhận thực tế, dự án Làng Sen Việt Nam nằm trong khu vực có nhiều khu công nghiệp đang hoạt động với đông đảo công nhân, chuyên gia, kỹ sư. Cụ thể, trong bán kính 2 km có các khu công nghiệp lớn bao quanh dự án Làng Sen Việt Nam như khu công nghiệp Tân Đức, khu công nghiệp Hải Sơn, khu công nghiệp Tân Đô, khu công nghiệp An Hạ. Đây là một điểm cộng giúp tăng giá trị khi đầu tư đất. Tuy nhiên, nó cũng gây lo ngại về môi trường sống với khói bụi, mùi hôi khó chịu phát ra từ các nhà máy bên trong khu công nghiệp. Theo khảo sát thì trong bán kính 8 km, cư dân của dự án có thể tiếp cận các tiện ích ngoại khu như bến xe Đức Hòa, chợ Đức Hòa, Đại học Tân Tạo, Ủy ban nhân dân xã Đức Hòa Đông. Về hạ tầng giao thông thì dự án Làng Sen Việt Nam thừa hưởng hệ thống giao thông đồng bộ liên vùng kết nối thành phố Hồ Chí Minh, Long An và đồng bằng sông Cửu Long như quốc lộ 1A, N2, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương, cao tốc Bến Lức, Long Thành, nhờ đó đảm bảo khả năng kết nối liền mạch đến các khu vực lân cận cũng như thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, theo khảo sát thì dự án Làng Sen Việt Nam nằm khá xa các khu vực trung tâm, các khu vui chơi giải trí. Theo đó, dự án này cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 27 km. Như vậy thì khó mà có thể sinh sống tại đây và làm việc ở các quận nội thành của thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, dự án này còn cách Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa khoảng 19 km, cách trung tâm thành phố Tân An khoảng 47 km. Do vậy, cư dân của dự án Làng Sen Việt Nam chủ yếu trông chờ vào các tiện ích sẵn có tại chính dự án này. Tuy nhiên, như các bạn đã thấy, hiện dự án Làng Sen Việt Nam rất vắng vẻ, điều hiu, tiện ích vẫn chưa có gì nhiều.
Nói về giá bán, thì theo thông tin trên trang nhadất.cafelen.vn, các sản phẩm đất nền tại dự án Làng Sen Việt Nam hiện đang có giá giao dịch từ 10 đến 20 triệu một mét vuông, tùy diện tích và vị trí. Cụ thể, sản phẩm đất nền với diện tích 75 mét vuông có giá bán là 1 tỷ 450 triệu đồng, tương đương hơn 19 triệu một mét vuông. Hay một môi giới khác đăng tin bán đất nền tại dự án này với giá 1 tỷ 762 triệu đồng cho diện tích 85 mét vuông, tương đương hơn 20 triệu đồng một mét vuông. Với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ, thì nếu chọn khu vực trên để an cư hay đầu tư, bạn có lựa chọn dự án Làng Sen Việt Nam hay không? Hãy để lại ý kiến của bạn ở dưới phần bình luận để mọi người cùng biết nhé! Nếu bạn đang quan tâm một dự án khác, đừng ngần ngại comment vào bên dưới video tên dự án. Chúng tôi sẽ khảo sát và thực hiện review dự án đó trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, các bạn đừng quên nhấn like, share và ấn nút đăng ký kênh để theo dõi những thông tin nổi bật về thị trường bất động sản nhé! Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa.